Xin chào các bác nhé. Trước hết là cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video này của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn, tới các bác một cái sản phẩm nữa. Nhìn trên màn ảnh này thì có thể có các bác sẽ đoán được đây là sản phẩm gì, các bác thì không thể đoán được. Tuy nhiên là tôi sẽ giới thiệu luôn để các bác được biết ngay đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Trước hết là các bác nhìn thấy màu đỏ đúng không ạ? Màu đỏ đúng không ạ? Đấy. Và các bác nhìn thấy nó có hình dạng giống củ sâm không? À. Chính vì vậy nó có cái tên gọi là đan sâm. Đan có nghĩa là đỏ. Và sâm thì hình dạng nó giống như củ sâm, gọi là đan sâm. Thực ra thì nó còn tốt như sâm nữa. Cho nên người ta gọi là đan sâm, tức là sâm đỏ. Các bác nhé. Vậy thì sâm này thì có những cái tác dụng gì? Và sử dụng nó ra làm sao? Đan sâm ấy thì về tài liệu chính thức được công bố của mình thì cũng còn rất ít, mà chỉ có tài liệu công bố của Trung Quốc thôi. Đây là cây đan sâm tươi nhé. Trong nhiều vị thuốc thì nhiều khi các bác rất khó mua được cái đan sâm tươi này. Thì đan sâm tươi là nó chỉ có mùa về mùa cuối năm mà thôi. Đấy, thì nhiều bác là muốn cẩn thận thì mua cái đan sâm tươi này về các bác phơi khô thì cất đi dùng dần. Nó rất tốt. Bởi vì cái đan sâm này nó có tác dụng vào hai cái kinh chính, đó là kinh tâm và kinh can. Đan sâm thì nó có vị đắng, tính hơi hàn, là cái thuốc chữa bệnh về máu và dùng cho phụ nữ trước và sau khi sinh. Ngoài ra thì nó còn có một tác dụng rất tốt, đó là trục được cái ứ huyết. Đấy, chính vì vậy cho nên cái đan sâm này người ta dùng được cho cả phụ nữ trước và sau khi sinh. Nó có cái tác dụng là an thai, nhưng ngược lại nó cũng có cái tác dụng là trục được cái thai ứ, thai chết ra. Đấy, chính vì cái tác dụng rất tốt của đan sâm này cho nên người ta mới đặt cho nó cái tên là đan sâm. Đan là đỏ và sâm là giống như củ sâm và bổ như sâm, nên người ta gọi hay còn gọi là được gọi là sâm đỏ, là vì nhìn lý do như vậy. Trong nhiều bài thuốc và trong sách cổ thì đều ghi đan sâm là một vị thuốc rất quý, cho nên hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bác là cây đan sâm. Đây là cái cây đan sâm chúng tôi vừa mới lấy của là bà con người ta rổ về, chứ còn nguyên đất chúng tôi chưa rửa đi đâu, bởi vì để nguyên như này thì sẽ bảo quản, còn nếu mà rửa đi rồi thì chúng ta phải phơi hoặc là sấy lại thì bắt đầu nó mới dùng được. Cái đan sâm này thì có rất nhiều cách dùng, tôi chỉ nói sơ qua, với như là các bác có thể rửa sạch mang đi ngâm rượu, hoặc các bác có thể rửa sạch rồi cất đi dùng dần, hoặc là phơi khô rồi sắc nước uống. Một điều đặc biệt quý của cái đan sâm đó là cái trục được cái ứ huyết, vậy và nó có tác dụng là sinh huyết mới và thay cái huyết cũ. Ngoài ra thì nó có tác dụng là chỉ huyết, tức là cầm máu, tác dụng điều kinh và rất là nhiều cái tác dụng khác mà người ta được ví rằng nó còn quý hơn cả một cái bài thuốc của Lý Thời Chân. Đó là cái bài thuốc tứ vật gồm có đương quy, địa hoàng và xuyên khung bạch thược. Đấy là một mình vị đan sâm này nó có thể thay thế được như thế. Tuy nhiên rằng để sử dụng thì các bác có thể sử dụng riêng một vị đan sâm này, hoặc có thể dùng kết hợp theo bài thuốc mà các thầy đã chỉ. Nhưng đối với chị em phụ nữ mà muốn làm đẹp thì chỉ cần một mình cái đan sâm này thôi. Đó, một mình cái đan sâm này các chị em xắt nước uống hàng ngày, hoặc là ta có thể chế biến bằng cách người ta ngâm mật ong cũng dùng được các bác nhé. Trong cái khuôn khổ video này thì tôi chỉ giới thiệu sơ qua về cái vị đan sâm mà thôi. Các bác và các anh chị đã có nhu cầu sử dụng cái đan sâm thì hãy liên hệ với chúng tôi qua cái số điện thoại là 0932 340 345 đang hiện trên màn hình của các bác đây này. Đấy. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bác cái đan sâm tươi này để các bác sử dụng một cách hiệu quả nhất. Các bác muốn mua đan sâm tươi thì vui lòng đặt hàng qua số điện thoại 0932 340 345 nhé. Xin nói thêm là về cái trục ứ huyết ấy thì những người mà cả những cái bệnh của mình thì gần như là bị đau là do cái huyết bị ứ, thế nên là dùng cái đan sâm này nó sẽ tác dụng trục cái ứ huyết ở da. Ví dụ như những người bị tai biến mạch máu não này, những người bị gút này, những người khớp xương sưng đỏ đau này, rồi những người mà có những cái huyết xấu mà huyết đọng lâu ngày không ra thì các bác dùng cái này rất là tốt, đặc biệt là những người mà bị phình tĩnh mạch chẳng hạn cũng dùng được nhé. Rồi, trong thời lượng này thì tôi chỉ nói sơ qua như vậy thôi, còn các bác nào biết hơn về tác dụng của đan sâm thì xin
comment hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi biết thì cái tác dụng thì sẽ phổ biến cho bà con. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau.